chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình quay vườn mít nhà mình đây. Đây là vườn mít Thái siêu sớm. Thì sau một năm trồng thì cái cây mình nó lớn như thế này. Mọi người thấy ha. Và một số cây cũng bắt đầu là ra trái bói. Nói về mít Thái siêu sớm thì cái dòng này á không cần làm bông nha mọi người. Đó, nếu mà nói là làm bông mít Thái siêu sớm người ta cười cho đó. Và bản thân nó là rất là dễ ra hoa đậu trái ha. Quan trọng là làm sao để cho nó không bị sơ đen thôi. Mọi người thấy cái chất đất đỏ nhà mình không? Một năm qua mình trồng gọi như là trồng chay đó. Và nó tự nó lớn như vậy và một số nó đã có trái rồi. Cây rất là khỏe ha. Thì đặc tính của cây mít Thái siêu sớm này á, là nó ra trái trên thân và trên cành mang trái. Mọi người thấy ha, đây là những cái cành này là cành cái, là cành mang trái này, nó ra trái ở đây và nó sẽ ra trái trên thân nữa, trên thân đây đó. Đây mình sẽ quay một số cây mít Thái nha mình. Trong đám mít Thái này mình có sen bơ năm lóng, có lại bơ không tên này ha. Thì đây là những cái trái mít tự nhiên này, mình không có cần kỹ thuật gì, nó ra tự nhiên này. Đó, trái ra tự nhiên. Đợi chút xíu là ra trái ha, một năm trời. Không cần chăm phân tro thuốc men gì. Thì trong các loại cây trồng thì cây mít là cây dễ làm nhất rồi. Đó. Thì một năm qua mình trồng thì mình cũng bỏ bê, không có chăm gì hết ha. Cứ tưới nước với lại bón vi sinh thôi. Vi sinh cho cây mít thì nó chịu dòng vi sinh nitro lắm. Đó. Đây là cây bơ năm lóng. Đây là cây bơ không tên. Bơ không tên còn gọi là bơ đệ nhất bơ miền Đông. Dòng bơ này là hiện tại thời điểm này là đang thu nè. Nên rất là có giá. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ video về làm cành mít. Thì mọi người thấy một cây mít bất kỳ ha. Đây, như cây mít này đi. Thì đầu tiên vô là mình cắt cành. Thì mình cắt những cái cành tâm. Cành tâm là cành sao? Cành nó lõm cái đít như thế này nè. Là sau này là nó khả năng chịu lực nó không có. Đó, mình cắt ha. Mít rất là dễ làm cành. Làm cành thoáng là được à. Đó, những cái cành lõm đít là mình cắt hết. Cứ lọng đít là cắt hết. Thì cái cành này nè, nó lên tới đây là cái gốc ghép ha. Từ cái mắt ghép này phải lên tối thiểu là tầm 60 phân thì mình mới để cái cành mang trái đầu tiên. Còn cái gốc ghép lên khoảng 25-30 phân nữa là từ vị trí dưới gốc này nè, từ dưới mặt đất mà đi lên khoảng từ 180cm tới 1m2 ta mới để cành mang trái đầu tiên ha. Thì mọi người cắt á, nếu như mọi người cắt sát này nè, cắt sát này thì bôi keo liền sẹo, hoặc là cắt vào ngày nắng ráo, còn ngày mưa không được cắt sát nha. Còn nếu như mà mọi người cắt á, để cho nó an toàn thì mọi người cắt lòi ra khoảng 3-5 phân cho nó tự rụng, thì như vậy nó sẽ không bị suy cây ha. Nè, cắt lòi ra như thế này thì không bị suy cây, còn cắt sát thì cắt ngày nắng ráo. Thì khi mình dọn lên rồi á, đây nè mọi người thấy nó thoáng lên không? Những cái cành mà lõm đít là mình cắt hết ha. Một năm trời sau khi mình chăm sóc một năm sau mình mới làm cành. Thì bắt đầu trên đây nó cao cỡ này mình mới để cái cành đầu tiên. Đó. Này, cái cành này nè. Cành mang trái đầu tiên nè. Đó. Ha. Cái mít này mình trồng dày được lắm. Những cái cành tâm này mình dọn sơ đi. Cho nó thoáng ra. Đó. Cành đực rồi bắt bỏ hết đi. Cành lõm đít là cắt hết ha. Rồi. Thì với cây mít cỡ này, chiều cao cỡ này nè, tiên dòng mít Thái siêu sớm á, với chiều cao cỡ này nè, là nó lên thêm tầm 1 mét nữa là mình bấm ngọn luôn. Bản thân giống mít này nó không cần để cao lắm đâu. Đó, mà mình nói là mình dọn ra rất là thoáng trong thân ha. Thì cây mít nó sẽ ra trái trên những cái cành này, trên những cái cành này, cành bự này. Và ngoài ra nó sẽ ra trái trên thân. Cái vị trí mình cắt này nè, nên tức nó xì ngọn ra và nó kéo theo cái bông luôn. Mít Thái siêu sớm chỉ cần cắt cành cái là ra hoa ha mọi người ha. Vậy
Cái cây này vô tình là cái đọt nó bị teo, bị gãy, cho nên nó lên, nó nuôi tay ngang rất là đẹp. Nó bị gãy nên nó nuôi tay ngang rất là đẹp ha. Con này lên tầm thành hai ngọn nè, hai ngọn chịu khó hạ bớt cái đi, hạ bớt ngọn đi. Thì khá là mình dọn từ từ thôi. Đầu tiên sau một năm trời là mình sẽ dọn gốc, sau đó mình dọn cành tăm. Thì mít rất là dễ phân biệt cành. Vì cái cành nào á là nó lõm đít vô là mình bục thôi. Đó, dọn khoảng là như vậy ha. Riêng cái mít là dọn như vậy. Đó, mình sẽ quay một số cây. Cây nào cũng vậy thôi. Bên kia kìa. Chút xíu mà nó đeo trái như một heo con nằm dưới gốc này, rất là dễ thương. Đó. Những cái trái mà đầu tiên này để ăn chơi thôi, chứ mình bỏ hết đi, chứ cũng không có hiệu quả kinh tế đâu. Đó, kìa, đó. Ha. Tưới được là nó lớn nhanh lắm ha. Đây mình làm thêm vài cây nữa cho mọi người xem. Như cây mít này á, mà quá trời trái luôn ha. Mà mình cắt bỏ hết nè. Nó không có ra được loại một đâu, như mọi người thấy ha, trái này là bỏ nè. Trái này á là phễu nó cũng méo nè, bỏ nè. Ha. Trái này là bỏ nè. Trái này tương đối nè. Nhưng mà cái này là cuốn nó bị dẹp chỗ này nè, bỏ nè. Rồi, trong đây nè, những cái trái này á, nãy mình mới bỏ trái này nè ha. Mọi người thấy trái này bỏ nè. Tại hai cái trái á, hai trái này á. Thì cái trái này cái phễu nó bị lồi ra nè. Cái đít trái nó ngắn nè ha. Nó không lớn được nè. Đó, cái trái này lại để nè, dài nè, thon nè. Cái trái này để được nè, dài thon nè, mọi người thấy dài thon không? Đó, là nó sẽ lớn được lại một nè. Trái này là bỏ nè. Ha. Trái này bỏ nè. Đó, cho nên nguyên một cây lớn như vậy chỉ để được con trái một à. Rất là khó nha. Làm mít này là tuyển trái quan trọng lắm, mà mình để chơi là không có cái được loại một đâu. Nên gần như là rất là khó trong cái mít sáu sớm là có cái tuyển trái. Cái tơ ra nhiều lắm, cắt bỏ xong ra lại mấy hồi à. Tại vì nó ra nhiều quá mình không tuyển trái là ra trái loại hai hết. Nhưng cái dòng mít này là phải tuyển trái nha mọi người. Đất nhà mình thì bao đẹp rồi. Nhưng mà mọi người khi mà trồng cái giống mít á, thì lưu ý ha, mình phải xác định đầu ra trước rồi mình mới trồng. Tại vì cây mít á, rất là dễ làm. Mà vì dễ làm thì người ta trồng nhiều thì đầu ra lại khó. Nên là mình phải nghiên cứu đầu ra trước khi trồng nha. Ngoài cái giống mít siêu sớm này á, thì ngoài thị trường còn đang hot cái giống NX01 của công ty mình. Giống mít ruột đỏ mà cà rốt. Rất là dễ làm. Trong các cây trồng á, thì cây mít không cần nhiều kỹ thuật. Nó gần như là nó không có bệnh gì hết á, chỉ có khô tay thôi. Với lại khi mình trồng á, chịu khó trồng cạn thôi. Trồng cạn thì nó mau có trái nha mọi người. Khoảng thôi. Bụp hết những cái cành được cành cược thôi. Để ý nha mọi người ha. Khi mà mình trồng á, mà cái cành mít này nè, cái da nó bị sạm á, cái da nó phải tươi như thế này thì cái trái nó không bị sơ đen. Mà ra trên trái trên những cái cành mà bị sạm da như thế này ha, nó bị sạm da như thế này, sạm đen là những cái khớp của nó sạm đen như thế này thì trái nó rất là dễ sơ đen nha. Đó, chủ yếu là nó lên ra trên cái cành á, mà cái cành nó sáng da như thế này thì nó không bị sơ đen. Sau đó mình dọn cành tăm là dọn những cành này. Đó, cái mít cứ làm từ từ thôi. Mình cho dù mình biết kỹ thuật á, mà mình cắt á, mình phải nên cắt từ từ thôi. Chứ mình cắt một lần một á là nó xì mũ nhiều thì cái cây mình nó mất sức nha. Cứ từ từ mình dọn, giờ mình dọn gốc thôi. Ở bên này nhà mình có một cái cây mít nó ra trái ghê lắm. Đây là bơ không tên. Nếu như mà ở cái vùng như mà những cái vùng như là Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu thì nên mình phát triển hai giống bơ. Là một là bơ không tên, là bơ này đây. Hai là bơ năm lóng, mà bơ năm lóng khó làm hơn bơ không tên nha. Trong các dòng là không tên, là cái bơ này nó có đặt tên là bơ miền Đông á, là ngon nhất hiện tại. Nó dễ làm và nó chín sớm, có trái sớm. Bây giờ đang thu nè.
Dòng năm lóng có giá hộp hơi bự, dòng này thì cơm hơi nhão nhưng mà nó lại cũng là hợp khẩu vị với lại những dòng như là làm bơ sinh tố. Thì cái ngọn bơ mình nè, với lại mít mình á, chủ yếu là mình phòng bằng cái tinh dầu Caranol Extra bên mình á. Sử dụng tinh dầu phòng thôi mà cái lá của nó không có bị sâu bệnh gì ha mọi người ha. Rất là ok. Riêng bơ mà mình phòng được một xích mũi là không có vấn đề gì nữa, là không có bị gì đâu. Cái bơ rồi quan trọng nhất là một xích mũi thôi, còn ngoài ra nó chẳng có bệnh gì hết trơn. Ở đây cái mít này tí nữa mình dọn hết. Ở đây mình có một cái cây mít hơi lớn tí xíu, cây mít lớn này trái nè, cây mọc ngay hàng ranh nè. Thấy mọi người thấy mình dọn sớm không? Mình dọn cành thoáng dưới gốc rồi nè, mọi người thấy nó dọn, mình dọn sạch sẽ ha, dọn sạch sẽ. Bây giờ bắt đầu nó đeo trái nè, cây mít nó ra chùm nè. Thấy mọi người thấy nó ra ghê không? Ra nè. Cái này thì mình chưa để trái đâu ha, mình cắt bỏ hết nè, ra nè. Đấy, dọn thoáng rồi bắt đầu nó ra nè, đó mọi người thấy không, nó ra ghê lắm này. Nửa trên nó ra nữa nè, ra nữa nè. Nhưng mà mấy cái mít này là mình bỏ hết nè. Cái video mà làm cành tiễn trái thì mình đã chỉ mọi người rồi, cái trái mà bị cái cuống ốm mà trái nhỏ như vậy là bỏ nè, tại vì nó bị sơ xanh, là cái cây này không có lên được muối nè. Những cái trái này, trái này, trái này, trái này, trái này đó, những cái trái mà cuống ốm dài ốm là mình bỏ hết. Những cái lứa này trên ngọn này bỏ hết ha. Thường cái trên này thì do cái cành này mình chưa dọn nè, cho nên trái nó rất là ốm. Mà cái cành mà nó ra lên trên cái cành cái ấy, cành bự như thế này nè, thì cái trái nó mới lên được trái. Mà mình phải tuyển trái nữa, chứ mình để nhiều quá như thế này thì cái trái nó không có cái trái nào lên được loại một hết. Làm cái trái siêu sớm rất là dễ. Khi mà cái cành của mình á, cái trái mới nằm trong cái cành được che mát đàng hoàng thì vỏ nó lên màu xanh. Mít thái chang gai da xanh. Đó, làm này. Còn vấn đề là mình để nhiều trái quá thì nó sẽ ốm hết, và toàn bộ ra mít loại 2. Mít loại 2 là không có giá, làm là lỗ. Riêng mít trái siêu sớm là mình phải để ít thôi. Một cành này, một cành cái này nè, là mình để một trái một duy nhất thôi. Thì như cái cây tơ này á, là mình chỉ để tối đa từ 2 tới 3 trái thì nó mới to được. Còn để như thế này là không bao giờ ra được trái loại 1. Nó ra chùm như thế này ha. Thì mít thì rất là dễ làm, thoáng lên, không sao hết. Nó ngoài ra trên cành cái rồi mai mốt nó già đủ tuổi, nó sung, nó nứt mầm đây, nó mới nứt lên đây. Nứt này là trái trên thân đầy luôn. Cái dòng mít thái siêu sớm là như thế ha. Riêng cái khoảng cách mít thái siêu sớm cho cái vùng đất đỏ là cái đất như thế này. Đất đỏ đẹp như đất nhà mình á, là mình mọi người trồng khoảng cách là khoảng 4 mét. Còn nếu mà đất đen, đất xấu á, là mình trồng khoảng 3 mét một cây thôi. Thì bây giờ mình bụp vô cho nó thoáng cái thân ra thì nó sẽ trái thôi. Cái dòng này không cần kỹ thuật làm bông nha mọi người. Đó, ông nào mà vô nói làm bông mít là cẩn thận người ta lừa mình đó. Cái giống mít này cắt cành đã ra hoa rồi, ra hoa là đậu trái. Đó, quan trọng là mình phải biết tuyển trái loại một. Thì mình cũng có cái chia sẻ cái video về cách làm cành tuyển trái mít thái siêu sớm rồi đó, mọi người cứ vô đó mà coi. Thoáng ra như vậy là xong. Còn bây giờ khi mà thoáng ra như vậy nè, mình chừa là những cái cành cái này nè nó mới mập ra được. Thì cái trái nằm trên cành này nè nó mới lên được loại một, và chừa ít thôi, một cành để trái thôi. Đó, đây là cách làm kỹ thuật làm mít ha. Thật ra cái mít nhu cầu mít siêu sớm thì chỉ có bán mít trái thôi. Còn ở miền Đông mình, ở ngoài cái mít trái ta còn có những cái loại mít, ví dụ như là mít lá bàng để làm mít sấy. Còn ra là mít ruột đỏ sơ đỏ, những cái dòng đó là của Indo này hả nọ. Còn bên mình đang phát triển giống bản địa là NNX01, giống màu cà rốt. Giống đó rất là ngon, ngon hơn siêu sớm luôn. Bên công ty mình đang phát triển dòng NNX01 ha. Chủ yếu mít ha. Mít thì chủ yếu nó chỉ có những loại bệnh như thế này, là bị thúi rễ. Thúi rễ là cây của mình nó trùng ngọn là nhổ vỏ luôn. Riêng dòng mít là không có cần chữa bệnh ha. Thứ hai là khô cành. Khô cành là do bị rễ luôn, cũng là do rễ làm nên khô cành. Mà khi mà cái cây mít của mình á, nó bị động rễ, thúi rễ, hoặc là nó ra trái trên cái cành sạm da, là tự nhiên cái trái nó sơ đen.
cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó, cho nên là khi mình chăm đất tốt, đất màu mỡ thế này rất là ít sơ đen đó. Nhưng mà cái độ ngọt á, độ ngọt thì những cái vùng đất nóng, ví dụ như Tây Ninh hay là những cái vùng như Bình Phước thì cái trái mít nó sẽ ngọt hơn, hoặc là những cái dầu vùng như miền Tây trái mít nó sẽ ngọt hơn nhiều. Trồng mít là dễ nhất trong các loại cây trồng rồi, nên mọi người cũng có thể lựa chọn nó để phát triển ha. Nhưng mà như nãy giờ mình cũng chia sẻ rồi đó. Như cây này là cây một năm nè. Cây một năm của nhà mình mà nó to khủng khiếp không? Đây trồng ngay hàng rào nè. Thì như cái cây này giờ nó cao vậy là nó cao khoảng 4 mét rồi ha. Như cây này là hơn 4 mét, 4 mét rưỡi rồi. Thì mình đầu mình bấm xuống 1 mét. Này, như cây này là mình bấm xuống vị trí đó. Đó, ngay đó mình bấm kịch. Bấm ngọn luôn. Đó. Cây mít là không cần để cao ha. Nha, mọi người thấy không? Như hai cây này trồng dày với nhau mà vẫn ok này. Tại vì bản thân cái trái mít nó ra trên cành cái và trên thân, mình không có sợ vấn đề về trái ha. Này, nhìn cái mít dễ thương không? Đợt này là mình để ăn chơi, với lại mình đang tiện trái bỏ. Những cái trái này là mình cắt bỏ hết đây nè. Mọi người để ý ha. Cái trái này là cắt bỏ hết ha. Ngoài cái trồng mít này á, mọi người có thể kết hợp thêm với chăn nuôi. Thì trong đó là nuôi dê. Nuôi dê cũng là kinh tế cao. Và ngoài ra nữa là tận dụng được cái cành mít. Cành mít và những cái trái mít bỏ này. Dê rất là khoái ăn ha. À, mọi người thấy ha, những cái trái này là bỏ hết nè. Đó, thì mình cắt ra cho mọi người xem ha. Như cái trái này á, là như những cái trái này là khỏi cần nói ha. Những cái trái này không cần nói gì rồi. Cắt ra cái là sơ xanh rồi. Uống ốm như vậy là không có giá trị hết trơn. Cái video mít thì mình cũng đã làm cách đây hơn 1 năm rồi. Video đó cũng tới 1 triệu mấy lượt xem, nó cũng giúp nhiều người lắm rồi. Này, nó không có muối ha. Những cái cuốn dài nè, ốm nè. Những cái trái mít mà mình để được á, là những cái trái mít như thế này. Là cuốn nó ngắn. Cái ngắn, cuốn này khẳng ngắn nè, mà xanh cuốn nha. Cuốn mập. Mập, ví dụ như cái cuốn này mập nè. Đó, nó phải mập như cuốn này. Mà ngoài ra nữa, cái này là bị đen cuốn này, bị sạn cuốn nè. Cái phễu này là phải to nè, cái phễu phải tròn nè. Cái phễu nó phải tròn như thế này nè. Là ok. Còn cái phễu nó méo á, là cái trái nó bị méo. Và rất là dở, không lên được loại một. Và cái khổ trái á, như cái trái này vẫn không được luôn. Nhưng nguyên cái này là mình bỏ hết, không có được trái nào hết. Như cái trái này nó ngắn nè, mọi người thấy không? Nó ngắn, nó không to được, nó phải thon dài ra. Nó thon dài ra cái trái ra, thì cái trái mới lên được loại một. Còn mấy trái này do là mình để nhiều quá, mình không có để ý. Nó lên chùm quá nhiều là toàn bộ là cái này phải bỏ hết. Như cái này bắn lẽ mình để một trái rồi cái trái nó sẽ to ra được. Còn những cái trái này đó, trái này là bỏ hết nha. Rồi cành tăm này là bỏ nè. Giữ những cái cành cái mập to này thôi. Không cần nhiều cành lắm, ít cành thôi. Mà cành nào ra cành đó. Ngoài ra nếu nó không có cành thì nó sẽ xì trái trên thân. Đây nè, như mọi người thấy mình cắt chừa ra khoảng 5 phân này thì nó tự khô, nó không có bị hư. Nhưng mà chịu khó mình rút nó ra. Khi nó khô rồi rút nó ra chứ không thôi kiến nó làm tổ nha. Đây nè, cắt dư ra một chút xíu là nó khô nè, đó. Còn nếu như mà mọi người cắt xác á, đây nè, kiến vô làm tổ nè, như mọi người để ý ha. Cái này nếu mà mọi người cắt xác phải bôi keo liền sẹo. Không bôi keo liền sẹo là nó sẽ xì mũ, nó gây ra thối thân, chết cây. Đó, cắt lòi ra một tí xíu rồi mai mốt tự động nó lớn, nó khít lại. Đó. Thì mình chia sẻ cái video tới đây thôi ha. Chúc mọi người thành công ha. Xin chào tất cả mọi người ạ.